Chào các bạn học sinh thân mến, cô rất vui được gặp lại các em hôm nay. Để tiết học thêm phần sôi nổi hơn, cô mời các bạn cùng khởi động giọng với bài hát quen thuộc nhé. Bài Tiếng Trống Trường Em. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nào! Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiết học hôm nay của chúng ta sẽ là tiết khám phá và nghe nhạc trong chủ đề 2 nhịp điệu tuổi thơ. Với tiết học này chúng ta sẽ có hai hoạt động, một khám phá và hoạt động 2 là nghe nhạc kết hợp với vận động. Chúng ta cùng đến với hoạt động 1, khám phá tính nhịp điệu trong âm nhạc và trong cuộc sống nhé. Các bạn ơi, khi bố mẹ đưa các bạn đi công viên thì các bạn thường làm gì nhỉ? Bây giờ, cô trò mình cùng ra công viên xem các bạn ngoài ấy đang làm gì nhé. Đi thôi! Wow! Các bạn đang chơi nhiều trò chơi quá nè. Nhảy dây nè, chạy bộ, đọc sách, chơi xích đu, đá banh. Và các bạn ơi, nhiệm vụ của các bạn bây giờ là hãy quan sát các hoạt động ngoài công viên và cho cô biết các hoạt động ấy tạo ra âm thanh như thế nào nhé. Cô ví dụ nè, cô đã thấy một bạn đang chạy bộ. Bây giờ chúng ta nghe âm thanh của bạn chạy bộ như thế nào nha. Rất đều bước phải không nào? Chúng ta xem thử bạn đu xích đu thì như thế nào đây. Có két, có két, thật là đều đặn. À, bên trái màn hình còn có các bạn đang đứng hát nữa nè. Cô không biết các bạn hát như thế nào đây, chúng ta cùng nghe thử nha. Tình tình em mấy cây đàn. Các bạn ấy hát thật là hay phải không nào? Bây giờ cô sẽ có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn nha. Trong các hoạt động cô cho nghe âm thanh thì các âm thanh ấy có điểm gì chung nào? Cô sẽ trả lời giùm các bạn nha. Đó chính là sự đều đặn và nó được gọi là tính nhịp điệu. Vậy thì các bạn đã hiểu thế nào là tính nhịp điệu rồi đúng không nào? Các bạn hãy tìm hiểu thật nhiều sự vật có tính nhịp điệu để chúng ta có thể chia sẻ với nhau ở tiết học sau nha. Bây giờ chúng ta đã đi công viên xong rồi, bây giờ đứng lên nào, vươn vai, thả lỏng chân tay để chuẩn bị hoạt động mới. Nghe nhạc và vận động theo bài Vũ Điệu Chú Gà. Cô mời các bạn bắt đầu nào.
bạn thấy cái hoạt động hôm nay như thế nào? Có thú vị không? Các bạn thích trò chơi vận động nào nhất? Cô muốn qua bài học hôm nay, các bạn sẽ yêu thích các hoạt động vận động để chúng ta có thêm thật là nhiều sức khỏe và học tập thật tốt nhé. Cô mến chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau.